Vâng, hiện tại thì Đại học Long Trường Phát đang đứng trên con đường DG4 của tái định cư Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và ngay bây giờ thì sẽ review cho quý vị các bạn một cái sản phẩm bất động sản có diện tích là 5x30, tọa lạc trên đường DG4 này, cách đường NG12 vào khoảng tầm 70m, gần với đường NG13 đây. Đi thẳng đường này thì là con đường thông, tọa lạc trên con đường bê tông 8m, vỉa hè mỗi bên 4m. Và đặc điểm của con đường này thì thông thoáng và dân cư khá đông đúc. Một mức giá đang được chào bán rẻ hơn, gần như là có thể nói là rẻ nhất trên con đường này, và rẻ hơn lô bên cạnh tới 200 triệu. Đấy nha quý vị. Đấy. Rẻ hơn lô bên cạnh 200 triệu. Quý vị các bạn muốn mua sản phẩm này thì liên hệ với Đại học Long Trường Phát qua số điện thoại là 0589168179 nha quý vị. Đấy, tọa lạc trên đường DG4 của tái định cư Mỹ Phước 3, gần đường NG12, gần chợ, gần trường. Rất là thuận tiện, gần khu công nghiệp của Mỹ Phước 3. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.